Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Tecno Pova 2 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Cái chiếc điện thoại này thì bọn mình đã có video mở hộp nó ra rồi, cũng như là nói rất là chi tiết về nó rồi. Sau cái video mà mình mở hộp cái sản này ra thì cũng khá nhiều bạn muốn mình so sánh cái sản này với cả một chiếc điện thoại Redmi Note 10, cũng có thể coi là rất là ngon ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 4 triệu hàng chính hãng. Đấy, thế thì cũng chia sẻ với các bạn luôn đấy là vừa mới trả Redmi Note 10 ngày hôm qua cho Xiaomi xong. Thế thì ngày hôm nay đây, Tecno Pova 2 về đây. Thế là không có hai máy trực tiếp để đặt cạnh nhau để so sánh. Tuy nhiên với những cái trải nghiệm rất kỹ của mình về cả hai sản thì mình hoàn toàn có thể đưa ra được một cái video tư vấn cho các bạn được là chúng ta nên mua sản nào được. Đó, được chưa? Rồi, hiện tại thì mình có tham khảo tại website của Xiaomi thì Redmi Note 10 phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64 họ đang bán với mức giá là khoảng 4 triệu. Đấy, còn phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128 thì nếu bạn mua hàng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 thì họ sẽ giảm giá còn khoảng 4 triệu rưỡi. Nghĩa là với Tecno Pova 2 cái phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128 mà mình đang cầm trên tay này thì nó sẽ bằng tiền với cả Redmi Note 10 phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64. Còn nếu mà xét trên cùng một tham chiếu là RAM 6 bộ nhớ trong 128 thì nó đang rẻ hơn Redmi Note 10 khoảng 500.000. Đấy, thế bây giờ chúng ta cứ so sánh hai cái phiên bản bằng tiền nhau cái đã nhé. Thì nó sẽ như thế nào? Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì nó lại xảy ra hai cái trường hợp như này, các bạn thích chọn cái nào nhé. Đấy là về sạc nhanh hơn thì sẽ là Redmi Note 10 với sạc nhanh 33W đi kèm ở trong hộp. Nhưng hộp của Redmi Note 10 thì lại không có tai nghe. Còn Tecno Pova 2 thì cái hộp lại có tai nghe. Đấy, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy là cái tai nghe này thì chúng ta có thể mua bên ngoài rất là dễ dàng được. Và thậm chí là bây giờ nhiều bạn thì các bạn cũng đã chuyển sang cái tai nghe không dây rồi, chứ cũng ít người sử dụng tai nghe có dây này lắm. Nên là thành ra là nếu mà về hộp phụ kiện, nếu mà bảo mình thích cái nào hơn nhá, thì mình lại thích cái kiểu của Redmi Note 10 hơn, chứ không phải là Tecno Pova 2 đâu. Mình thích cái sạc nhanh đấy hơn. Cái sạc nhanh đấy mới là cái giá trị đấy, chứ không phải là cái tai nghe đâu. Tai nghe chúng ta mua rất là dễ dàng bên ngoài thôi. Về mặt thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Thế tuy nhiên là mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 khi mà Redmi Note 10 nó có một cái cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị quá to và dày như là cái Tecno Pova 2 như thế này. Đấy, thì cũng tùy vào anh em nhé, anh em thích cái sản nào thì có thể để lại comment cho mình biết nhé. Tiếp tục nữa nào, về mặt màn hình thì sao? Thì nếu mà bạn mà thích một cái điện thoại mà nó có màn hình lớn hơn, màn hình thực sự là rất là lớn luôn, thì các bạn sẽ lựa chọn Tecno Pova 2. Màn hình của nó lên tới là 6,9 inch cơ. Còn màn hình của Redmi Note 10 nó chỉ là 6,43 inch thôi. Hai cái màn hình này là lệch nhau rất nhiều về độ lớn luôn. Nhưng về cái tấm nền ý, thì cái Redmi Note 10 nó sẽ hơn hẳn luôn. Nó là tấm nền AMOLED này. Độ sáng của nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cả cái Tecno Pova 2 này. Nên là nếu mà nói mình lựa chọn cái màn hình nào thì mình sẽ lựa chọn màn hình của Redmi Note 10. Và với việc Redmi Note 10 nó là cái màn hình AMOLED này, thành ra là cái nốt ruồi bên trong này của nó thì nó cũng nhỏ hơn Tecno Pova 2 rất nhiều luôn. Đó, được chưa? Về mặt hiệu năng thì mình thấy là cái con chip Helio G85, cái thể hiện của nó chỉ ngang với Snapdragon 678 của con Redmi Note 10 thôi. Có chăng là nó nhỉnh hơn một tí không đáng kể. Nhưng mà nếu mà hiệu năng đánh giá tổng quan chung, nếu mà cùng một tầm giá thì mình sẽ lựa chọn Tecno Pova 2. Bởi vì sao? Bởi vì cái RAM với ROM của nó thoải mái hơn nhiều. Với cùng một tầm giá các bạn chỉ mua được RAM 4 bộ trong 64 của Redmi Note 10, nhưng các bạn đã mua được RAM 6 bộ trong 128 của Tecno Pova 2 rồi. Nên là về hiệu năng thì Tecno Pova 2 sẽ có phần nhỉnh hơn. Về camera thì mặc dù có nhiều camera sau thật đấy, nhưng mà Tecno Pova 2 không có camera ốc rộng. Và cái camera chính cũng như là camera selfie của nó chụp ảnh không tốt bằng Redmi Note 10. Nên là về camera thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 luôn. Còn về pin thì chắc chắn rồi, Tecno Pova 2 đây là điểm mạnh nhất của nó. Nó sẽ có viên pin trâu hơn rất nhiều so với cả pin của Redmi Note 10. Nhưng hãy chú ý rằng pin 5000mAh của Redmi Note 10 cũng đã là quá thoải mái rồi. Nếu mà để lựa chọn tổng quan cả RAM, cả pin và sạc thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10. Các bạn có giống mình hay không? Các bạn sẽ lựa chọn pin 5000mAh với sạc 33W hay là các bạn sẽ lựa chọn pin 7000mAh nhưng lại chỉ hỗ trợ sạc 18W ạ? Các bạn có thể lại comment cho mình biết nhé. Rồi, tiếp tục nữa nào. Về thương hiệu thì mặc dù Tecno có mặt ở trên 60 quốc gia trên thế giới nhưng không thể so sánh với thương hiệu Xiaomi được. Đấy, về thương hiệu thì mình cũng sẽ đánh giá là Xiaomi tốt hơn. Redmi Note 10 nó cũng sẽ có MIUI, mình đánh giá là nhỉnh hơn cái hệ điều hành tùy biến của Tecno. Và nó cũng sẽ có loa ngoài là loa kép và thậm chí là nó có kháng nước kháng bụi nữa. Còn về những yếu tố khác ví dụ như là về vân tay này
thì cả hai con đều có vân tay vô cùng nhạy luôn. Đây, vân tay bên cạnh hông của Techno nó nhạy đúng nhiều là Redmi Note 10 luôn. Và sóng sánh nghe gọi các thứ thì hai con cũng đều khá là xem với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn sảo nào trong hai sảo này? Chúng ta sẽ lựa chọn Techno Pova 2 khi chúng ta cần một chiếc điện thoại pin rất trâu này. Đấy, nếu mà với cùng một tầm giá thì nó sẽ RAM ROM rất là thoải mái, có một hiệu năng nhỉnh hơn. Còn chúng ta sẽ lựa chọn Redmi Note 10 khi chúng ta cần một sản phẩm nó đồng đều về nhiều yếu tố hơn. Ví dụ như là có một cái màn hình AMOLED này, cầm nắm nhẹ nhàng hơn này, có camera nhỉnh hơn này. Pin thì mặc dù không bằng nhưng là nó cũng đủ trâu rồi, có lo ngại là la kép và có cả kháng nước kháng bụi, thương hiệu tốt hơn, phần mềm cái thứ thì cũng gọi là ngon hơn. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo cái đó. Cũng nhiều người trên mạng bây giờ nói rằng là cái Redmi Note 10 năm nay nó là điện thoại giá rẻ mà lại có màn hình AMOLED, cái màn hình của nó dễ hỏng. Nhưng mà với bản thân mình cũng như là rất nhiều những người dùng đã dùng cái Redmi Note 10 thì thực sự là đến bây giờ nó vẫn bình thường mà. Nó đâu có xảy ra lỗi lầm gì đâu. Đấy, người nhà của rất nhiều bạn cũng đã mua rồi, không xảy ra cái lỗi lầm gì cả, nó không biết những bạn khác như thế nào. Đấy, hay là cái xác suất đó chỉ xảy ra trên một số ít người thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn yên tâm hơn thì cái màn hình của Techno là màn hình IPS thường là sẽ yên tâm hơn. Đấy, thường là như thế. Rồi, còn cá nhân mình thì mình thấy là nếu mà để cho đỡ phải lăn tăn về cái phần RAM ROM ấy, còn bởi vì có nhiều bạn nghĩ rằng là ở RAM 4 bộ trong 64 nó không đủ, thì các bạn có thể lên cái phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 của Redmi Note 10, phiên bản hàng chính hãng tại COS luôn, như thế nó đỡ phải lăn tăn, được chưa? Đấy, thêm 500.000 nữa là chúng ta đã có thể mua được rồi. Thì các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả thông tin về những chuyện thoại này mình đã để phía dưới phần mô tả của video cũng như là ghi comment rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.